Hello công giáo, tình hình là tôi đang phải ra ngoài quay bởi vì thời gian này là mình đang bận, cũng nói chung là cũng khá là nhiều việc ở Nam Định, là nhà của mình đó, thì cho nên là từ đây chắc là sẽ rất là ít những cái video mà chúng ta sẽ quay ở cái background cũ, mà thỉnh thoảng là mình sẽ phải ra ngoài công viên này đấy. Đang có rất nhiều các ông bà cụ đang nhìn mình chằm chằm, bảo giống như kiểu cái thằng điên này đang làm cái gì vậy đó. Hoặc là có thể là một quán cà phê nào đó ở Nam Định, bởi vì như mình đã nói, thời gian này mình khá là bận, mình sẽ không ít ở Hà Nội. Ok, và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với kênh em một con hidden gem, đó là Rochas Moustache. Đây là một con nước hoa mà phải gọi là mình đánh giá rất là cao về mùi hương, về độ độc đáo mùi. Và trên các cái YouTuber nước ngoài thì họ đánh giá đây là một hidden gem, một cái cú hit rất là lớn của nhà Rochas. Tuy nhiên thì mình thấy rằng ở Việt Nam thì cũng không phải là nhiều người biết về trái nước hoa này. Do vậy trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với kênh em trái nước hoa Rochas Moustache phiên bản EDP. Ok, còn bây giờ anh em hãy nhẩn nha ngắm cái background rất là chill. Trời tiết thì âm u cho nên là nó không được đẹp cho lắm. Không sao cả, anh em hãy ngồi nhẩn nha và relax và xem video của mình nhé. Ok, let's go. Ok, trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói qua về lý lịch của cụ em này. Thì đây là một phiên bản nâng cấp tiếp theo của nhà Rochas. Vào năm 1949 thì họ đã cho ra mắt phiên bản All the Toilet. Và sau đó khoảng mấy chục năm ấy, thì như đến năm khoảng 2019 hoặc 2018 thì họ đã cho ra mắt phiên bản EDP với một cái mùi hương như cái cảm nhận của mình. Và trên diễn đàn Fragrantica thường hay vote thì có ba cái nốt hương chính mà chúng ta khi mà xịt trái nước hoa này chúng ta sẽ cảm nhận được rất là rõ ràng, đó là vani, benzoin và pink pepper, tiêu hồng. Nói qua một chút, phân tích từng nốt một. Tiêu hồng thì chắc chắn rồi, đây là một nốt nguyên liệu rất là được sử dụng rất là nhiều theo cái tông có thể là oriental, phương đông hoặc là spicy. Mùi hương của tiêu hồng nó là như thế nào? Nó trái ngược với tiêu đen ấy mà chúng ta thường hay được ngửi. Thì nốt tiêu đen bình thường kia thì nó chỉ là một cái tông cay bình thường mà thôi, mà nó giống như kiểu như chúng ta được ngửi hàng ngày. Còn với tiêu hồng thì nó có cái ấm hơn, nó hơi hăng một chút. Và cái quan trọng nhất là cái độ cay nồng ấm của nó ấm mùi hơn so với tiêu kia đó. Thì thằng cu em tiêu hồng này thường được sử dụng trong những cái chai nước hoa theo cái thiên hướng warm spicy, cay nồng ấm, hoặc khi mà kết hợp với cái amber ấy, nó tạo ra một cái tông ngậy ấm rất là thú vị. Còn benzoin thì khi mà chúng ta ngửi, chúng ta cảm thấy một cái vị nhựa hăng hăng và ngậy đó. Và cuối cùng đó là vani. Thì cái tự chung lại mình muốn mô tả từng nốt mùi một để nó tạo nên cái tông mùi của Rochas nó là như thế nào. Thì khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy một chút cay nồng. Khi mà mới xịt, với cá nhân mình cảm thấy cái gì đấy nó cay nồng, nó giống như là một cái ly rượu whisky. Mặc dù chai nước hoa này không hề sử dụng nốt rượu, nhưng cảm nhận của mình khi mà mới xịt thì đó là một cái vị cay nồng, sau đó là một cái vị hơi ngậy ngậy, và kết hợp cùng với cái một chút tông ngọt của vani tạo nên một cái mùi hương rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Chai nước hoa này thường được so sánh với, có nét tương đồng với Yves Saint Laurent Tuxedo. Mặc dù mình không biết chai nước hoa đấy ngửi như thế nào, mình không biết, thế nhưng ở chai nước hoa này thì đây là một mùi hương rất là tuyệt vời. Một chút cay nồng, một chút ngọt và một chút nhựa hơi hăng hăng của benzoin tạo nên cái tông mùi của Rochas Moustache EDP. Và thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Về độ tuổi và thời điểm nào sử dụng cho chai nước hoa này là hợp lý, cá nhân mình thì mình thấy rằng đây là một chai nước hoa nó hợp với các anh em tầm từ 25 tuổi trở lên. Còn tầm teen thì thật sự là không hợp, bởi vì đây là một mùi hương nó cũng rất là, cũng khá là chững chạc rồi. Nó không còn phải là tuổi teen, tuổi như kiểu một cái mùi hương mà nó ngọt ngào, mềm mại hay một cái gì đấy. Mà ở chai nước hoa này thì nó giống như kiểu một người đã trưởng thành. Đó, cho nên tầm từ 25 tuổi đổ lên, không bị giới hạn độ tuổi, cứ miễn là 25 tuổi đổ lên là chúng ta có thể sử dụng một cách bình thường cho chai nước hoa này. Về thời điểm sử dụng thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này nó hợp thu, xuân thu và chớm đông.
Nếu như mà quá lạnh thì chai nước hoa này nó sẽ không thể phát huy được hết cái hay cho cái mùi hương này, mà mình nghĩ rằng là chỉ nên lạnh một chút thôi, mát và lạnh một chút thì vừa có ông đi qua nhìn mình, mát và lạnh một chút thì chai nước hoa này thực sự đây sẽ là một cái vũ khí rất rất là tối thượng cho những anh em nào ưa thích cái phong cách mùi spicy cay nồng và một thêm một chút ngọt, chứ không phải là theo kiểu spicy theo kiểu hương oriental hoặc là woody, mà đây đó là một tông mùi spicy nhưng mà nó một chút và ngọt một chút đó, kiểu như thế. Thì nói tóm lại, đây là một chai nước hoa nó phù hợp với độ tuổi tầm từ 25 tuổi trở lên và xuân thu và chớm lạnh đông là ok. Chai nước hoa này nên sử dụng vào dịp nào thì nó khá là đa dụng, và đặc biệt là trong cái môi trường indoor, trong môi trường phạm vi không gian hẹp thì đây là một chai nước hoa rất là thú vị. Nó không quá nồng, không quá yếu, và nó dễ giúp cho chúng ta nhận được những cái lời khen ngợi khi mà sử dụng đó. Còn thì chúng ta có thể dùng bất kỳ vào một cái dịp nào, bất kỳ một dịp nào, miễn là trong phạm vi không gian hẹp. Còn tuyệt nhiên nó không phải là dạng như kiểu là đi chơi, đi party, đi dã ngoại trong một không gian nó quá rộng rãi giống như tôi đang ở công viên này, thì thực sự đây không phải là một sự lựa chọn tối ưu. Nhưng ở trong môi trường phạm vi không gian hẹp thì chai nước hoa này là một món vũ khí rất rất là chuẩn chỉ, ok. Về hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì trên da của mình sau khoảng 3 tiếng tỏa hương thì nó có xu hướng skin scent, không hẳn là skin scent nhưng tỏa ở mức độ vừa đủ, không phải là tỏa quá là ồn ào. Cho nên những anh em nào mà ưa thích một cái mùi hương mà nó đậm đà thì có thể là Rochester Starch chưa chắc đã là một cái sự lựa chọn thú vị. Tuy nhiên với những anh em nào mà chúng ta thích cái kiểu như là thoát ẩn thoát hiện và nó không kiểu lúc nào cũng vũ bão kiểu ồ ào 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 vào mũi thì cô em này rất là ok đấy. Tổng quát lại thì đâu là ưu điểm và đâu là nhược điểm của chai nước hoa này? Nói về ưu điểm thì đây thực sự là một chai nước hoa theo đúng kinh nghĩa ngon, độc và chất lượng, đặc biệt cho các anh em nào ưa thích cái tông mùi spicy. Còn thì nếu mà chúng ta ưa thích tông mùi trà, tông mùi floral thì tất nhiên rồi, nó không phải là cái gu mùi thì chắc chắn đây không phải là một sự lựa chọn hợp lý. Còn những anh em nào mà chúng thấy thích cái tông mùi theo cái thiên hướng warm spicy đó thì tất nhiên như mình đã nói, nó không phải là dạng kiểu cay nồng đậm đà mà là vừa đủ, thì đây là một chai nước hoa cũng rất là đáng để chúng ta có thể tham khảo là nên thử mùi hay không. Cái thứ hai là nó rất là phù hợp với các anh em nào đã trưởng thành, thì thực sự là một chai nước hoa mà đáng đầu tiền. Cái nhược điểm của chai nước hoa này thì như mình đã nói về cái hiệu năng mùi nó thì mình nghĩ rằng sẽ có các anh em hơi thất vọng về hiệu năng mùi, bởi vì nó không phải là một chai nước hoa tỏa ra mùi hương rất là ồn ào, mà nó chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng vừa đủ đó. Thì đấy là những cái ưu nhược điểm mà cá nhân mình thấy rằng xuất hiện ở trên chai nước hoa này. Tổng quan lại, đây là một chai nước hoa thực sự là đúng theo một cái nghĩa rất hidden gem và viên ngọc ẩn, và rất xứng đáng để chúng ta sở hữu. Với những người đã chơi nước hoa thì chúng ta nên tạo cho một cái cơ hội để trải nghiệm mùi hương chai nước hoa này. Đó, thì đấy là những cái gì mình muốn chia sẻ với các anh em về chai nước hoa của nhà Rochester này, Rochester Mustache EDP. Video của mình đến là hết rồi. Rất hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.